Lý do khiến ai cũng phải đổ gục chiếc mentor hờ Henny A là gì? Em phải là ngôi sao của chính em, chứ không phải là em là một background của ai cả. Trong có khúc người có lúc, không phải là khi nào mình cũng đứng ở một cái vị trí gọi là đỉnh cao. Mình luôn luôn có nhiều biểu diễn khác nhau, thành ra là mình phải biết thay đổi. Sao Lương thì Linh không vô bảng từ đầu đi để khỏi phải tranh luận chị em, đỡ khỏi phải mất lòng nhau. Tranh luận cho đã xong rồi bạn ấy vô tim, rồi thôi, mất luôn. Oh my god. Hen ngã ngửa luôn, Hen trôi dạt luôn, Hen nói thôi rồi, mất rồi. Em vẫn đang trong tâm thế là người mình thích, hy vọng là thích mình. Đang suy nghĩ rất là đơn giản. Hồi đó khi mà chị bước vào nghề từ quê chạy lên thành phố Hồ Chí Minh, chị cũng đi lựa chọn những đồ sida để mặc cho đẹp, cho chất thôi. Cuộc sống là cuộc chơi mà, lên lên rồi xuống lên lại rơi mà. Ok, bạn vào team của mình, bạn sẽ được mở màn. Thì như vậy thì quá dễ dàng và mình sẽ không có nhiều cảm giác trân trọng và mình thấy đáng quý bằng cái sự gọi là chính bản thân mình nỗ lực. Cái khía cạnh đó tự các bạn phải nhìn nhận liệu có tốt cho các bạn hay không, và liệu là với cái bệ phóng tốt như Linh đã chia sẻ có làm cho các bạn đến được cái vinh quang hay không. Không thể nhìn nhận ở một cơ hội duy nhất mà phải rất nhiều cơ hội khác. Tại vì nếu mà chiến thắng chỉ có một cái cơ hội lại bỏ qua những cái cơ hội khác lớn hơn đang chờ mình thì sao? Khi mà Lương Thùy Linh lại nói rằng là ở đằng sau có ekip rất lớn như vậy thì mình lại cảm giác nghi ngờ về khả năng của bạn. Bạn tới đây không phải là một mình Lương Thùy Linh làm mentor mà có rất nhiều người cùng làm mentor với bạn. Ở Việt Nam của mình đang quá làm quá đi và nói cái việc về first face, về verdict. Nhưng mà Hen thấy là cái việc mà xuất hiện dù ở vị trí nào, miễn là mình tỏa sáng, mình làm đúng trách nhiệm và mình giới thiệu được âm hưởng của bộ sưu tập đó, thì đó mới là một cái tinh thần quan trọng. Thật sự là rất là cảm phục vì tinh thần của Châu và Hen, giống như là một người hâm mộ. Trong những ngày casting đầu tiên, về những cái câu chuyện mà em kể thì nó thật sự chạm đến trái tim của Hen. Và chị biết được cái sự quyết liệt của em với hành trình theo nghề, thì nó là những cái cảm xúc của những người mà nhỏ nhỏ như mình á, mà luôn luôn mơ để có một cái cuộc sống tốt đẹp hơn. Chính bản thân Hen á, khi mà bước vào làm việc, Hen rất là nghiêm túc và tập trung. Vì mình đến đây không phải là đến để chơi, đến để thông thả, mình đến đây để chiến đấu. Mình phải quyết liệt và Hen muốn truyền cái năng lượng đó, cái tinh thần đó cho team của mình. Sắm gì cứ Tiki, luôn chính hãng và giao nhanh. Đặt Tiki ngay. Tiki.